Con chết lên con nhá. Ừ, đấy thấy chưa, đấy em thấy con ăn táo em cũng bắt chước em ăn đấy. Đấy em ngồi em gặm táo này, ôi giời ơi giỏi quá anh nhỉ. Đấy xin lúc vừa nãy bố cho bảo bố cho em ăn đấy, nhưng mà em không ăn đấy, nhưng mà em thấy con ăn nhiều nên em cũng bắt chước em ăn thấy chưa. Đấy Em để con ăn nhiều thì em cũng mất chứ, em ăn hết cái quả này đúng không? con ăn cơm giỏi thì em cũng bắt chước ăn đấy, nhưng mà con ngậm thì nên là em bắt chước cái con ngậm đấy đúng không. Con em bú lại ngậm theo con chứ sao nữa đấy, em học con này còn con bút nên con phải tay, ngoan. con bút tay em bú lại em bút tay theo con. Đấy con không được mút nữa nha. Ê, xấu 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 không mút nha, đấy chưa, con đừng có nhắc như thế đấy, em lại nhớ em lại bút tay đấy, nhớ chưa. Con không nhắc. Đấy đấy em ngoan nha, nhớ chưa, em học con đấy, học ai đâu, nhớ chưa. Em học con chứ em có học ai là tí nữa tí nữa con ăn cơm con phải ăn nhiều vào nhá, thì vâng. em ăn em Con cũng không ngậm. con ăn nhiều thì em ăn nhiều. Đúng rồi đấy, đấy em học con đây đây nhỉ, con vừa ăn táo em thấy con ăn nhiều em bắt đầu em mới ăn thì đúng không. Đúng, con ăn nhiều táo quá, em muốn nhìn thấy ngon quá, thèm quá, nên em muốn ăn. Em muốn thấy thèm quá, thèm quá, áo quá, lên ngon, nên em muốn ấy. Bữa nay bố cho em ăn em có ăn đâu đúng không. Đúng. Đấy chứ, Em em học tự con đấy. em nhìn thấy con thì em mới ăn mà chưa bố cho em không ăn đâu, Đúng rồi. em chỉ thích con thôi, em chẳng thích bố đâu. Ngày xưa em thích bố lắm nhỉ, ngày xưa em chẳng thích mẹ đâu. Ngày xưa bố bé em là em hết học, và giờ mẹ 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 bé em đấy thì em không học. Đấy thì con làm anh còn phải gương mẫu nhá. Thì các em mới học tập như chưa. Đấy, ôi miếng táo đâu rồi, của em đâu rồi. Con dọn đồ chơi lại thì em dọn đồ chơi theo con đấy. Hôm trước Đấy, em học con bố đây. nói cắt đồ Cẩn thận kẹp tay em đấy nhá. Kẹp cắt tay đồ em chơi đi. lại đi Này, nhặt đồ chơi vào nhá, đúng rồi, cắt nhặt đồ đồ chơi vào chơi đi. nào cắt đồ chơi Đúng nào rồi.